ba chú rồi, còn một quả trứng nữa chưa nở. Đây ba chú rồi, màu đỏ hỏn luôn. Xin chào mọi người, xin chào tất cả anh em nhá. Thì hôm nay mình sẽ đi nghé lại cái tổ chim ở gần nhà mình, cạnh nhà luôn, trong vườn. Thì để nghé xem hôm nay ngày thứ 14, để xem nó có đã nở chưa anh em. Thì bây giờ em sẽ đưa anh em ra cái chỗ đó. Đây, đây anh em. Tổ nó kia. Kia tổ nó ở chỗ cạnh cái que kìa. Đó, cạnh cái que. Thì vì mình cái que đấy mình đặt máy quay gắn camera. Thì mình có quay vừa rồi, quay lúc quá trình nó gấp. Hôm nay là ngày 14, ngày thứ 14 từ lúc để quả trứng đầu tiên. Thì tí mình sẽ đi lấy thang. Đây mình đi ra lấy thang để quay cận cảnh cái tổ đấy xem ta nở cho anh em nhé. Mọi người vác thang để nghe xem nó nở chưa nhá. Hôm nay là được 14 ngày rồi, từ hôm mà bắt đầu để trứng đến hôm nay là 14 ngày. Nghe xem nở chưa. Đây. Ây à, chim mẹ vừa bay ra. Ôi à. Đây. Ui à, sắp đổ đây. Ây à. Ui à. Ây à. Ây à. Mọi người này, cái này là cái mình hôm trước mình có đặt quay để đặt gắn máy quay để được quay video họ up à. Đây. Ơ à, nó nở rồi, nở rồi mọi người. Hôm nay ngày thứ 14. Ngày thứ 14 thì nở rồi. Ha. À, được 3 chú rồi nhá. 32 nhỉ. Ơ. 3 chú hay 2 chú nhỉ? Ba chú rồi, còn một quả trứng nữa chưa nở. Đây. Ba chú rồi. Màu đỏ hỏn luôn. Ok. Và ngày hôm nay là hôm ngày thứ 14. 14 là bắt đầu đã nở được ba con rồi, còn một quả nữa thì không biết nở tiếp được không. Thế hôm nay ngày thứ 14 nhá. Thì em nghĩ là ngày thứ 15 thì sẽ nở hết. Mai hoặc là trong đêm nay nó sẽ nở hết. Đó. Mình sẽ hôm nào mình sẽ quay con bố mẹ bón mồi ở cái tổ này. Đầu vụ năm 2022. Và đây này. Đây mọi người. Ở nhà mình luôn này. Đó. Làm ngay cạnh nhà, làm ở cánh la đây. Nhiều anh em bảo là khuyên làm tổ cái gì thì khuyên nó làm tổ là nó làm ở cái tráng kiểu chia ra như này này. Đó. Còn trào màu thì nó lại làm kiểu này. Trào màu thì mình sẽ đây. Trào màu thì nó sẽ làm ở những cái đây này, chẳng hạn cái cành này này. Nó trụ thẳng lên thì nó sẽ làm ở tráng 3 và tráng này này. Đó. Ở những cái tráng 3 này này. Trào màu sẽ làm tráng 3 trụ thẳng lên ở giữa cây ấy. Còn khuyên thì lại làm ở cái cành la la kiểu này. Đó, mọi người nhìn không? Nó sẽ làm ở cành la la như này. Ok chưa? Đây, nó sẽ làm ở cành la la như này. Ok mọi người nhá. Để hẹn mọi người video tiếp theo.